mang số báo danh 434 Nguyễn Thị Loan. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Loan, số báo danh 434. Xin chúc mừng thí sinh. Tên thí sinh đầu tiên trong top 5. Thí sinh Nguyễn Thị Loan, số báo danh 434. Xin chúc mừng Nguyễn Thị Loan. Kính thưa quý vị, thí sinh. Xin mời quý vị cùng đến với thí sinh mang số báo danh 30, Nguyễn Thị Loan. Chiều cao 1m74, cân nặng 57kg và số đo bao vòng là 90, 63 và 93. 3, 10, Nguyễn Thị Loan. Chúng ta đã biết được gương mặt của 4 thí sinh và chỉ còn 2 thí sinh nữa mà thôi. Giúp của em khi tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Đối với em, cảm xúc khi được đến đây đó là vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Bởi vì cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp chân thiện mỹ của người phụ nữ Việt Nam. Không chỉ vậy, cuộc thi lại diễn ra tại tỉnh Quảng Nam, là địa danh có rất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, nhất là khi lại có hai di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Không chỉ vậy, đến với nơi đây, em cùng tất cả các bạn thí sinh được hòa mình, giao lưu về văn hóa, được tham gia các hoạt động và chúng em ở đây được mở mang kiến thức, mở mang tầm hiểu biết của mình. Em tin rằng đây chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp, mãi mãi không bao giờ có thể quên được đối với em và với tất cả các bạn thí sinh ở đây. Em xin hết ạ. Xin chúc mừng thí sinh danh hiệu Á hậu 2 đã thuộc về một thí sinh người dân tộc Kinh. Đến từ tỉnh Thái Bình. Mang số báo danh 30, Nguyễn Thị Loan. Và xin được mời nghệ sĩ ưu tú Ngô Hoàng Quân, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi, và ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi, sẽ lên trao vương miện và giải thưởng cho Á hậu 2 của chúng ta. Nguyễn Thị Loan, số báo danh 30. Chúng ta cùng chúc mừng cho Á hậu 2 Nguyễn Thị Loan. Vietnam. Montenegro. And finally from group 2, Vietnam. Now we move to group 3. Ghana. Montenegro. Vietnam. Our final two contestants in group 2, Vietnam. Montenegro. Oh, we're going to go with 2. Even better. Mongolia and Vietnam.
finally, Montenegro and Serbia. Hỏi dành cho em sẽ ứng xử và hành động thế nào khi chính người thân của mình vướng vào tệ nạn xã hội, ví dụ như sử dụng ma túy? Cá nhân Ngọc Diễm nghĩ đây là một câu hỏi rất là khó đấy ạ. Lời đầu tiên thì cho phép Loan xin được gửi lời chào trân trọng tới ban giám khảo cùng tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Vào trường hợp của Loan thì chắc chắn là Loan sẽ cảm thấy rất là buồn. Bởi vì là khi mà một người thân của mình lại bị như vậy, và đứng trên quan điểm xã hội thì Loan không bao giờ mong muốn gia đình mình hay bất cứ ai sẽ gặp phải trường hợp như thế này, bởi vì đây là một điều không tốt cho xã hội. Tuy nhiên, khi là người thân của mình, Loan nghĩ rằng đây là thời điểm họ cần có một chỗ dựa vững chắc, bởi vì trong họ đang là lúc yếu đuối nhất, xáo trộn nhất. Và vì thế Loan sẽ luôn bên người thân của mình, động viên họ, cổ vũ họ, và cùng với gia đình của mình tìm hiểu rõ nguyên nhân để giúp người thân của mình vượt qua khó khăn này và tái hòa nhập lại với cộng đồng. Xin cảm ơn. Welcome to Miss Grand International 2016 Beauty Pageant. Venice, Vietnam. Xin chào tất cả các bạn. Hello, hi everyone. I'm Lan Nguyễn, Miss Grand Vietnam. I am here with a hope to lend a hand to send a message of peace and love and make the world a better place. And perhaps it is a mission of everyone of us. And perhaps it also a mission of X and everyone of us, as well as Miss Grand International Pageant. So please do it together. Thank you for. Vietnam. Vietnam is 26 years old and she is the co-owner and founder of a cosmetics brand.
Việt Nam. Vietnam is 26 years old, and she is a model and a master of ceremony. She loves traveling, reading, and listening to good music.